Cái cây này thì mới này, nó còn mới hơn các cây kia anh em nhé, và nó là hàng La Mã hộp thiếc. Thì cây này mình đánh mã số đây anh em nhé, ZL 237 anh em nhé, ZL 237. Thì cũng như cây kia, cây này cũng có vỏ là bằng đồng anh em nhé. Xong rồi cây này thì được bọc lớp sơn tĩnh điện. Đấy, lớp sơn tĩnh điện này cái đời xưa nó rất là mịn màng anh em nhé, nó mịn lắm. Đấy, mịn hơn cái đời mới này. Đấy, nó làm mịn màng. Anh em khi cầm trên tay sờ nó mới cái cảm giác thích anh em nhé. Và nó có một cái emblem. Cái emblem này là nguyên bản của nó anh em nhé. Đấy, nó gắn vào như thế này. Đấy, nó như thế. Về cái ruột thì còn mới nguyên. Cái cây này nó được sản xuất từ năm 1993 anh em ạ. Tuy nhiên là do cái lớp sơn này rất là dày. Đấy, nếu anh em nào đã chơi cái hàng La Mã mà bọc sơn tĩnh điện là biết. Đấy, cái lớp sơn nó rất là dày nên là nó che luôn cả mờ luôn cả cái năm sản xuất anh em nhé. Đấy, nhìn mình nhìn thấy mờ mờ thôi chứ mình không thể nhìn thấy rõ được anh em nhé. Đấy, mình nói trước cho trong clip này là như thế, còn anh em lúc đặt hàng thì em kiểm tra xem hết clip này nhé, chứ không đến nơi là báo là ruột vó này mờ quá tôi không nhận là không đúng anh em nhé. Đấy, nó bọc lớp sơn tĩnh điện rất là dày. Thì mình nhìn thấy cái ruột này, này là năm 93 anh em nhé, y x là 94 trừ cho một đằng trước nữa là 93 anh em nhé. Ruột là bằng thép chuyên dụng không gỉ, đấy, cũng còn rất là mới. Cái này thì hầu như là cũng chưa qua lửa anh em nhé, nó còn rất là mới. Đấy, có kiểu như quẹt quẹt như này thì nó bám bụi thôi chứ còn rất là mới. Cổ đã cao, bánh xe cá xéo và rất là bé. Ok, cái này thì shop sẽ ship COD cho anh em nhé, hàng đến nơi anh em kiểm tra hàng đúng hàng rồi anh em nhận và thanh toán tiền thôi. Mã số sản phẩm mình đánh dấu trên đây anh em nhé, và giá cái này thì sale cho anh em chơi nhé chỉ là 1.150.000 thôi, 1.150.000. Và đến chùm cuối trong ngày hôm nay anh em nhé, chùm cuối này thì được đựng trong cái hộp mới luôn này. Đấy, cái hộp nó như thế này anh em nhé. Đấy, hộp hộp giấy, cái hộp giấy này mua cũng đã mấy trăm nghìn một cái hộp giấy như này rồi. Hộp thậm chí cái hộp giấy này còn còn đổi được một cái Zippo soàn soàn của đời mới anh em nhé. Đấy, nó như thế. Thì mã số sản phẩm mình đánh dấu trên đây anh em nhé, CX212, CX212. Và để cho anh em tiện theo dõi luôn ấy, mình đọc nhanh luôn cái mã số năm của sản phẩm anh em nhé, CX212 rồi, còn cái mã cái năm của nó là được sản xuất năm 1979 anh em nhé, 1979 có ba gạch sắt. Cái này thì còn rất là mới. Đấy, một mặt chữ này, hai mặt này và hai mặt khác anh em nhé. Còn cái ruột nó thì mới nguyên này. Đấy, chưa có châm châm xăng gì hết. Đấy, chưa lên lửa anh em nhé. Đấy, cây này thì cũng như những cây khác, vỏ bằng đồng phủ chrome. Đấy, đánh bóng xong rồi được khắc anh em nhé, khắc chìm ăn mòn đổ sơn. Cái này là khắc đổ sơn cái chủ đề, đây là tên một công ty anh em nhé. Đấy, tên công ty này. Đấy, công ty này thì có thể nó có trụ sở Oklahoma anh em nhé, và số điện thoại của nó đây. Đấy, cái này anh em thích thì anh em gọi đến số điện thoại này này. Số điện thoại này của Hoa Kỳ anh em nhé. Và công ty này này nó chuyên sản xuất mấy cái office kiểu này anh em nhé. Đấy, nó sản xuất những cái chủ đề này. Đấy, và cái chủ đề này nó được khắc chìm ăn mòn đổ sơn nên là anh em yên tâm về cái độ bền anh em nhé, không không thấy mòn được. Về cái độ mới thì mình có kiểm tra đây thì nó có sức tơ tơ anh em nhé, sức tơ lông mèo. Đấy, nó đã sản xuất cách đây tầm khoảng 79 này, là hơn 40 năm rồi anh em nhé, 43 44 năm rồi. Và cái dòng chôm này thì nếu không được bảo quản tốt thì nó sức tơ như là rất là bình thường. Nó sức tơ mặt trước mặt sau thôi, còn các đường viền này thì cũng còn rất là mới. Đây, mặt trước mặt sau như thế, cạnh nhà bán lề này còn mới, bán lề nó có 5 chỗ và kín anh em nhé. Nếu mà anh em dùng thì cái này cầm xăng cũng rất là tốt luôn. Mộc đáy thì không có sẹo lồi lõm gì anh em nhé. Thực ra cái này anh em mua đi sưu tầm thì tuyệt vời anh em nhé. Và những cái mẫu này thì bên shop sẽ không chụp ảnh anh em nhé, chỉ quay rất là chi tiết cho anh em xem thôi. Tại vì là chụp ảnh thì nó sẽ như thế này. Đấy, nó rất là lung linh luôn,
không có biết được chi tiết là nó có sức tơ hay là không sức tơ. Đấy, cái âm thanh đấy rất là bén. Đây, bên trong thì đây anh em nhé. Đấy, nó cái này thì bên trong nó lem lem. Tuy nhiên là hàng hàng mới chưa qua sử dụng anh em nhé. Ruột thì theo giai đoạn. Đấy. Ruột đời này thì hai mặt chữ anh em nhé. Như anh em có thể thấy là cái ruột nó còn rất là mới này. Siêu mới luôn. Sau hơn 40 năm. Bánh xe đây. Đấy. Tiêm bột. Chưa châm lửa. Bông này còn rất là sáng. Ok. Cái này thì phân phối cho anh em mua đây sưu tầm anh em nhé. Mấy cái này thì trên thị trường giá rất là cao rồi, hơn 3 triệu, thậm chí gần 4 triệu nếu mà new phân bốc như thế này anh em nhé. Và cái này thì cũng cũng để cho anh em chơi đây, bán nhanh để lấy hàng mua hàng Tết anh em nhé. Và giá chỉ là 2 triệu 990 nghìn thôi, 2 triệu 990 nghìn.